Ám nó rất là xương luôn này. Hơi mặn, này ăn cơm ngon. Ngon quá. Ôi, 20k một cân, ăn rất là ngon luôn. Giòn ngọt. Chắc nịch. Bà là phải nặng 5 lạng. Em được cái cân 100 cân. Ui, khiếp, quả ổi nó nặng gần cả cân. Nửa cân thôi, cứ gọi hơn nửa cân một quả này đi. Đi quẩn lại vẫn là ăn xôi. Tôi nóng ngồi dạ. Nóng quá.
cá kho rất là mặn nhưng mà ăn rất là ngon.
đặt cho chị nhé. Đi đến công ty chị đưa tiền cho. Chứ chị đặt đắt lắm. Toàn 110 với 120k. Em đặt giúp chị đi, tí đến công ty chị đưa tiền cho. Màu đỏ đấy, hình vẽ có rồi đấy. Size còn lại là 39 đấy. Nóng quá. Y hình đấy. Ngon quá. Loại không nơ chị cho em nhìn hình rồi mà. Dép này chị vẫn đi mà. Em chọn cái dép kia là chưa đúng đâu. Em đặt lại đi nhé. Rồi chị xem chuẩn là ok. Thì làm phim này, giáo của mình không biết con cũng đã chứng tỏ mình là tác phẩm rất xứng đáng để người xin chờ làm bộ phim.
Chỉ còn chưa tới 20 ngày nữa, cô nàng sẽ bước vào cuộc.